siêu tăng thế hệ thứ tư của Trung Quốc lộ diện. Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh được cho là mẫu xe tăng hạng nhẹ thế hệ thứ tư của quân đội Trung Quốc. Theo đó, xe tăng này có tổ lái 2 người, trang bị pháo nòng trơn 105mm, phát pháo không người lái và có khả năng tàng hình. Về phòng thủ, mẫu xe này được trang bị nhiều hệ thống gây nhiễu điện tử cũng như cả tia laser và nhiều hệ thống phòng thủ chủ động tiên tiến khác giúp bảo vệ xe tăng khỏi các loại đạn pháo hay UAV. Khả năng phòng thủ của xe tăng thế hệ thứ tư này được đánh giá là xuất sắc, giúp tăng khả năng sống sót trên chiến trường gấp 2,7 lần. Ngay sau cuộc duyệt binh năm 2019, mô hình xe tăng chiến đấu chủ lực với tổ lái 2 người đã xuất hiện trong video kỷ niệm 60 năm thành lập của một viện nghiên cứu vũ khí Trung Quốc. Ngoài khả năng phòng thủ ấn tượng, siêu tăng mới của Trung Quốc còn có khả năng cộng tác thông minh, tự tổ chức đa nền tảng và phối hợp với các thiết bị không người lái khác, tấn công chính xác vào mục tiêu của đối phương ở vị trí ngoài phạm vi thị giác. Điều đó cũng có nghĩa là các trận chiến xe tăng trong tương lai sẽ không còn là những trận chiến xe tăng đối đầu hỏa lực và phòng thủ theo nghĩa truyền thống, mà sẽ chuyển thành những cuộc chiến có hệ thống công nghệ cao.